Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai vị đại biểu sau đây sẽ cùng lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Hành chính 2 Văn phòng Chính phủ. Và xin được trân trọng kính mời ông Bùi Phú Đức, Tổng Thư ký Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, sẽ lên trao chứng nhận và biểu trưng cho đại diện các doanh nghiệp nhận được danh hiệu Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2022. Đợt tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện công ty Pharma. Qua nhiều năm dày công nghiên cứu và kế thừa phương pháp thực dưỡng Osawa, Hội đồng khoa học của công ty cổ phần PST Pharma đã cho ra đời thực dưỡng miễn dịch Nutri Fucodan dựa trên nguyên lý cân bằng âm dương và liệu pháp miễn dịch học. Đây là một thực dưỡng miễn dịch đầu tiên của Việt Nam có sự kết hợp độc đáo. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt thưa quý vị, xin được chúc mừng những thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2022. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường cùng ông Bùi Phú Đức nắn lại sân khấu để cùng trao cho đợt tiếp theo.